Một vụ việc vừa xảy ra gây xôn xao dư luận tại ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè. Chỉ vì nghi ngờ nạn nhân có ý đồ đánh mình mà một người có tiền sử bệnh tâm thần đã ra tay đánh chết người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Kiệt sinh năm 1983 tại cơ quan công an. Kiệt khai, do nghi ngờ ông Điệp bỏ thuốc đầu độc mình nên Kiệt đã chuẩn bị cây thủ sẵn. Khi thấy ông Điệp đi ngang, Kiệt xông tới đánh đập dã man làm ông Điệp tử vong tại chỗ. Được biết Kiệt là người có dấu hiệu tâm thần. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ xử lý.